Tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, học lớp 3B, trường tiểu học Cò Nòi, năm nay con 9 tuổi. Sau đây con xin hát bài Đi học xa. Chim cứ cứ trên rừng gọi đàn, các bạn ơi mau mau thôi, xuống núi đi học chứ, đường về trường còn xa lắm đây. Nhanh nhanh chân các bạn ơi, thầy cô đang mong chờ đón đàn em từ xa tới. Hơ 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 hơ, hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần. Hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần. Sau đây con sẽ hết.